Theo thống kê, khoảng 5% phụ nữ dưới 40 tuổi bị ung thư vú. Việc chẩn đoán và điều trị ung thư vú ở người trẻ khó hơn so với phụ nữ lớn tuổi, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần người bệnh. Vậy, nguyên nhân và triệu chứng ung thư vú ở người trẻ như thế nào? Thông thường ở trước đây, người ta cho rằng cái tuổi mà từ dưới 35 tuổi trở xuống mà mắc ung thư vú thì gọi là ung thư vú người trẻ. Tuy nhiên, cái việc mà chọn cái mốc tuổi ở khoảng nào thì nó thay đổi theo nhiều quốc gia và nhiều cái nơi mà để đánh giá cái nguy cơ ung thư vú. Ở châu Á của mình thì 2/3 ung thư vú ở người trẻ, cái tuổi mà thường nhất là 40-49, gọi là cái tuổi tiền mãn kinh. Và từ cái tuổi mà dưới 35 tuổi thì nó chiếm khoảng từ 7-10%. Cho đến nay, tất cả các thống kê đều cho thấy rằng ung thư vú người trẻ thường là cái loại ác tính cao hơn, diễn tiến nhanh hơn, mạnh hơn và thường sinh học nó thuộc cái nhóm khó hơn là người lớn tuổi. Thì đối với người trẻ nó có một cái đặc thù là cái mô tuyến vú nó rất là nhiều và hình ảnh mình gọi là mô vú dày đặc. Dày đặc có nghĩa là cái mô sợi tuyến nhiều hơn mô mỡ, làm cho cái việc chẩn đoán rất là khó, ngay cả bản thân cái người phụ nữ còn không biết bất thường thì sao không thể đi khám được. Cái thứ hai là trên hình ảnh thì cái mô vú ở người trẻ nó dày đặc, có nghĩa là nó sẽ rõ trên cái siêu âm hơn và nó rất là khó thấy trên cái nhu ảnh. Đôi khi cái tổn thương nó to hơn thực tế nhưng mà hình ảnh mình sẽ không thấy hết cái độ rộng của nó bằng cái phương tiện nhu ảnh. Và siêu âm cũng vậy, đôi khi cái sang thương nó rõ ràng rồi thì mình có thể thấy được, tuy nhiên nó đôi khi có những tổn thương lan rộng mà mình thấy ít hơn, thì đó là cái khó khăn trong chẩn đoán. Nếu mình không thấy đủ rộng bản chất của tổn thương thì mình sẽ chẩn đoán không đúng mức, không đầy đủ, và đôi khi là mình sẽ có kế hoạch điều trị sẽ không có chuẩn cho người bệnh đó. Có một cái phương pháp mà thay thế đó là phương pháp MRI vú, có nghĩa là chụp cộng hưởng từ tuyến vú. Thì đối với những cái tổn thương mà mình thấy được nó không có tương hợp với nhiễu ảnh và khám lâm sàng thì MRI vú mới được dùng. Thì đối với người trẻ, MRI vú có thể thấy được độ rộng tổn thương nó khá chính xác hơn so với nhiễu ảnh. Tuy nhiên, quý vị cũng biết rồi, MRI vú là một cái phương tiện mà khá là khó đánh giá chẩn đoán, kỹ thuật cũng khó, không phải nơi nào cũng có được, và bác sĩ đọc cũng phải rất là khó. Là chi phí cũng cao và chụp MRI vú thì nó có những cái kỹ thuật riêng, không phải nơi nào cũng thực hiện được. Chẩn đoán một tổn thương ung thư vú ở người trẻ tuổi là khó, vì mình phải chẩn đoán xác định ung thư có hay không, ung thư loại gì, sinh học như thế nào, mức độ lan rộng như thế nào, giai đoạn nào, để mình có một kế hoạch điều trị thích hợp cho người trẻ này. Những cái nguyên nhân mà Âu Mỹ đặt ra ung thư vú người trẻ đã có nghiên cứu chứng minh được thì liên quan tới những cái đột biến gen. Thứ hai là nguy cơ ung thư vú gia đình, ví dụ trong gia đình ruột thịt mà mẹ, chị em gái hoặc là những người thân nhất của họ ngoại, ví dụ dì, con của các dì hay bà ngoại mắc ung thư vú thì mình dễ mắc ung thư vú hơn. Và thường thì ta thấy ví dụ như trong gia đình mà mẹ mắc ung thư vú thì con phải đi khám tầm soát kiểm tra trước mẹ 10 năm. Cái nguyên nhân mà xạ trị vùng ngực thì tỷ lệ này rất là hiếm, có nghĩa là cái bệnh nhân này lúc còn bé thường khoảng từ 10-20 tuổi có những cái bệnh lý gì đó mà bắt buộc phải xạ trị điều trị vào cái thành ngực, thì cái xạ trị cái tia phóng xạ nó mới chiếu vào cái mầm vú khi mà chưa trưởng thành thì nguy cơ ung thư vú cao hơn. Thì những cái người bệnh này luôn luôn được bác sĩ khuyên rằng sẽ đi khám kiểm tra cái ngực sớm hơn, thường khoảng 20-25 tuổi, thường là từ khoảng 8-10 năm sau khi dứt xạ trị là nên đi kiểm tra tuyến vú để phát hiện sớm. Và đôi khi những cái nhóm này nó thuộc là cái nhóm nguy cơ cao. Thì về mặt triệu chứng của ung thư vú người trẻ với người lớn tuổi nó không có sự khác biệt, tuy nhiên cái khác biệt ở thời điểm phát hiện. Thường ở ung thư vú người trẻ mà khi phát hiện được thì cái sang thương nó giai đoạn nhiều hơn người lớn tuổi. Bởi vì sao? Các bạn biết rằng ở người mà lớn tuổi, đặc biệt là tuổi trung niên trở lên á, thì tuyến vú bắt đầu nó thoái chuyển mở rồi, nó mềm hơn và những cái thay đổi trên tuyến vú người phụ nữ tự cảm nhận tốt hơn. Cái thứ hai nữa là
ở cái tuổi trung niên trở lên á, thì các chị sẽ đi khám định kỳ kỹ lưỡng đều đặn hơn, những cái phương tiện dễ chẩn đoán hơn, đặc biệt là nhũ ảnh. Còn người trẻ thì khi mà có tổn thương rồi á, thì mới đi khám, và cái tuổi đó cũng không có nằm trong cái tuổi tầm soát. Điều trị ung thư vú người trẻ nó gọi là điều trị đa mô thức và đa chuyên khoa, có nghĩa là cái kế hoạch điều trị này phải được thảo luận của các bác sĩ nội khoa ung thư, bác sĩ ngoại khoa, bác sĩ tạo hình thẩm mỹ, bác sĩ chuyên về xạ trị, bác sĩ chuyên về hỗ trợ sinh sản, rồi còn thêm được hỗ trợ của tâm lý liệu pháp nữa, vì nó xáo trộn không phải là người bệnh, gây ảnh hưởng tâm lý lên cả người thân của người bệnh. Bác sĩ mà tâm lý liệu pháp mình lo, mình giải thích làm tâm lý không phải riêng cho người bệnh mà là cả luôn cho người thân. Hiện nay điều trị ung thư vú dựa vào cái sinh học của vú, dựa vào cái giai đoạn bệnh, thì ở người trẻ và người lớn tuổi không có sự khác biệt. Tuy nhiên cái chiến lược điều trị và kế hoạch điều trị nó có khác biệt. Ví dụ cùng một bệnh đó, cùng giai đoạn, cùng kích thước vú đó, nhưng mà ở người lớn tuổi có thể sẽ được mổ trước rồi sau đó sẽ hóa trị, và thậm chí sau đó sẽ uống thuốc thôi. Còn ở người trẻ thì đôi khi ngược lại là nguy cơ cao hơn, thì các bạn sẽ được hóa trị trước, kiểm soát bệnh toàn thân trước, rồi sau đó mới phẫu thuật. Rồi trong cái kế hoạch mà điều trị bằng nội tiết ấy, thì cũng có khác biệt. Ở người trẻ và cái người lớn tuổi thì người ta gọi là điều trị nội tiết hỗ trợ cho cái nhóm ung thư vú sau mãn kinh và tiền mãn kinh. Thì ở những người trẻ như vậy, đặc biệt là những các bạn dưới 35 tuổi, thì thường xuyên phải được ức chế buồng trứng, tức là chích cái thuốc vào làm cho cái buồng trứng ngưng hoạt động ở cái nhóm ung thư vú mà thụ thể nội tiết dương tính. Như vậy thì nó sẽ giảm nguy cơ tái phát di căn. Thì tất cả những cái chi tiết về kế hoạch điều trị đó nó sẽ phụ thuộc vào kết quả giải phẫu bệnh ác tính, cái loại tế bào ác tính loại gì, sinh học loại gì, giai đoạn nào. Và theo cái mong muốn điều trị của các bạn thì bác sĩ sẽ lập một kế hoạch rất là chi tiết toàn diện như vậy. Đó là những cái phần mình chia sẻ với các bạn. Và cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.